Đẹp đấy. Hello tất cả các bạn, hôm nay Có mua một bộ mình tròn nuôi hamster. đúng rồi, Gồm có gì xin giới thiệu đi. lòng bình nước Bình nữa. nhà Nhà luôn chạy hả? bộ Ồ mắt. cứ mài răng Mài răng. Đưa lại cho các bạn coi. Bịch thức ăn khổng lồ. còn này Cái đó là bịch lót chuồng. Đồ để thức ăn. Rồi cái này là cái gì? Cái chỗ này cho tụi em chơi, nó leo lên để có nhà. Nó chơi hả? Dạ, đúng rồi. Bà ba gắn nhà cho con đi ba. Rồi, để mình lắp ráp nha. Gắn cho con nhà đi ba. Rồi, ok. Nhà mình đã ráp xong cái nhà của Rồi, hết lên cho mọi người xem đi. Wow, nhiều dữ vậy. Nhiều Rồi mình cho coi cái chuồng này ghép xong đâu. Nè, đẹp cứ, xách lên, xách lên. Đó, bự chưa? Đã ta. Xong rồi bây giờ mình sẽ trưa mình đi mua hamster về mình thả vô nha. Mua hai bé nha. Ok. một bé màu trắng, một bé màu nâu như cái gì bay ra. Ok. Ok. Bye bye. Tất cả các bạn thì mình mới mua được con chuột hamster con nè. Rồi. Và nó đang hoảng hốt vậy đó. Vẫn hốt hả? Hai Hai bé. bé. Rồi con bắt con thả qua đi. Nè, thả vô nhà nè. Rồi, thả vô nhà cho nó đi. Thôi, con bỏ vô đây nè, để đó nó chạy ra là sao? Rồi con để nè. Rồi bắt con chuột lên, nó không có cắn đâu, bắt đi nuôi mà sợ gì. Dơ đi rửa, bắt đi, nghiêng qua là nó chạy qua rồi, nghiêng qua nó chạy ra ngoài đó. Thôi đi, ba bắt cho nó sợ trời, nó trốn rồi một con lạ phi nè, thấy chưa, yêu rồi. nó đâu có gì đâu, nó kiểu luôn. Hello bạn. Hôm nay chỉ là ham chơi nè. Em ta mập ù. Nè. Nè thấy chưa? Vô. Thôi 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 thôi. Mày nó lấy nữa, lại lấy nó. Kè 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 kè. Rồi vô nhà nè con. Nhà nè. Thả nó ở dưới đây đi nhà ba. nghe. Bây giờ thả mày dưới đây đi ba. Chưa, nó chạy nè. Rồi, không ok, thích ơi. đóng lại. Ba đóng lại đi ba. Rồi, vô nhà ngủ rồi. 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 Rồi, tụi nó vô nhà chơi. Rồi, nó không ra luôn hả? Dạ. Nó không ra luôn, nó trong nhà nó hết vui. Rồi, bye bye đi. Chưa. Chưa nữa hả? Sao cho nó không chịu ra kìa. Hay là mình bỏ nó dưới kìa, đây. Nó đi ra kìa, nó đi ra kìa. Ôi trời ơi, trời ơi. Đi ra kìa ba. Nó đi ra. Ra đây nè, cái nó chơi nè bạn ơi. Ra đây chơi nè. Kêu nó. Ra đây chơi nè bạn ơi. Đi chơi, ra chơi chơi nè. Hay. Con đừng có quay nữa, nó sợ. Bây giờ nó có cảm giác. Bởi nó đi ra kìa. Đâu? Con vô cổng con lấy dây leo rồi cho nó ăn. Vô leo. Lấy cái dĩa nhỏ. Mình nào lấy một cái dĩa nhỏ cho con này nó ăn vô con leo. Con tự đi lấy. Nhưng mà con không biết vô leo để đâu. Kè kè nó chạy lên. Chẳng nhảy ra đó. Đóng lại đi. Ủa cái này cao quá sao nó nhảy. Quay phim quá chừng đó, nó quậy chưa quậy không nó
Đây là hai bạn chuột đó, hai bạn chuột nó chạy đó, nó quen con rồi bây đó. Bây giờ con gửi cho mẹ. Hai bạn chuột đã quen chuồng rồi đó. Bây giờ nó được quen chuồng nữa rồi. Thật tự do thoải mái. Thức ăn quá nhiều luôn. Đó, ăn đó. Nó chưa có biết trèo lên cầu tuột. Con gửi cho ai vậy ba? Gà gà quá chạy. Bây giờ con gửi cho ông nội vậy ba. Đó, chạy dữ kìa. Ba bây giờ con gửi cho ông nội vậy ba. Ok, rồi. Rồi tạm biệt mọi người, xin. Có thể sao không có xin. Tạm biệt mọi người. Bye bye mọi người. Gặp lại.